xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoằng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi có cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý. Ngài là Chủ tịch của Hội đồng Điều hành của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại và đồng thời là Viện Chủ Chùa Điều Ngự. Và cũng có cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tâm Thành, Ngài là Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, đồng thời là Phó Chủ tịch của Hội đồng Giám luật và kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ. Xin thỉnh quý Ngài gửi lời chào đến quý khán thính giả. Xin Đạo Phật xin kính chào Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì Chùa Điều Ngự kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Điều hành và là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Xin kính chào Hòa Thượng Thích Tâm Thành, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám luật kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ, và kính chào chư tôn đức giáo phẩm tăng ni cũng như quý khán thính giả của đài truyền hình IPC. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thánh lễ như vị Hòa Thượng, kính thánh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, và kính chào quý vị khán thính giả của đài IPC. Như Đà Phật. Đà Phật xin kính thưa quý vị, thì trong cái chương trình hôm nay chúng ta cũng có một tiếng đồng hồ để chúng ta thảo luận những cái lời Đức Phật dạy, hoặc là những cái điều mà chúng ta cần làm trong cái cuộc sống của tất cả chúng ta. Thì trong cuộc sống chúng ta nó rất là nhiều cái điều mà chúng ta rất là đáng làm để nó mang lại cái ý nghĩa cho cái cuộc sống. Một là nó đem cho mình cái sự an lạc và hạnh phúc nhẹ nhàng. Thứ hai là nó làm cho người khác không có phải lo sợ, không phải là lấn cấn, không phải là ngại ngùng. Thì hôm nay chúng ta muốn thưa cùng quý vị, chúng ta sẽ đem bàn thử hai cái chữ tha thứ. Cái chữ này nó có nhiều ngàn năm rồi, từ cái thời Đức Phật tới bây giờ. Rồi nhiều cái triết gia, nhiều cái mà những nhạc sĩ vân vân để nói tới vấn đề tại này. Nhiều tôn giáo cũng nói tới vấn đề tại này. Như vậy thì nó rất là rộng, rất là lớn, nhưng mà chúng ta xoay quanh lại một vài cái vấn đề trong đó. Thứ chúng ta thấy là những cái điểm nào chúng ta cần phải tha thứ. Trong cái vấn đề mà tha thứ, thưa quý vị, thì nó gồm có một là tha thứ cho người, người gây tất cả những cái điều xấu đến cho mình. Thứ hai tức là tha thứ cho mình nữa, bởi vì không phải là mình không có gây tất cả những điều xấu mà tha thứ cho người khác, rồi tha thứ cho mình nữa. Thì cái điều đó mới hết sức quan trọng đối với tất cả chúng ta. Khi chúng ta tha thứ thì chúng ta sẽ được những gì, và khi chúng ta không tha thứ chúng ta sẽ được những gì, những người tha thứ sẽ được những gì, và chúng ta sẽ tha thứ cho chính bản thân mình chúng ta sẽ được những gì. Thì xin giờ này thì xin thỉnh Hòa Thượng Chủ tịch chia sẻ cùng với đại chúng. Xin Đạo Phật xin cảm ơn Hòa Thượng Phó Chủ tịch. Thưa quý vị, cái khái niệm về sự tha thứ thì nó tùy theo mỗi người mà có những cái cách lý giải khác nhau. Tuy nhiên, trên mặt thực tế thì chúng ta thấy rằng là nhiều người nói về tha thứ, nhưng mà thật sự tha thứ thì điều đó không phải là dễ dàng. Và muốn tha thứ thì chúng ta phải biết rõ cái mức độ lỗi lầm của mình và người như thế nào. Còn nếu mà chúng ta không thấy rõ thì dù muốn tha thứ chúng ta cũng khó lòng để có thể tha thứ được. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ chương thứ tư nói về bốn pháp thì Đức Phật dạy rất là rõ rằng là: này các tỳ kheo, nếu muốn tha thứ thì cần phải như thật,
tuệ tri. Tuệ tri về cái bản chất mà vốn dĩ đó chúng ta thường thu chấp cho đó là một cái gì thật hữu, cái đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nếu mà chúng ta không có tuệ tri, không có như thật để liễu tri, thì dù chúng ta muốn làm một cái gì đó thì cái cách mà chúng ta làm nó cũng chỉ là cái sự biểu hiện của những cái vọng tưởng tà kiến. Cho nên ở đây khi mà chúng ta bàn về cái sự tha thứ thì chúng ta phải hiểu rõ tại sao chúng ta tha thứ. Tha thứ cho cái gì? Chúng ta có những cái lỗi lầm như thế nào? Những cái khuyết điểm ra làm sao? Và người được tha thứ có những cái điểm tiêu cực như thế nào? Tại sao chúng ta lại tha thứ? Vân 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 vân. Nói chung là phải nhìn thật kỹ để thấy rõ cái bản chất của sự việc. Lúc bây giờ thì thực hiện cái sự tha thứ nó mới là một cái gì đó đúng nghĩa của hai chữ tha thứ. Dạ, xin cảm ơn. Xin thỉnh Thượng Phó Chủ tịch. Với Đạo Phật. Cảm ơn Thượng Viên Huy cho cái đề tài cũng rất là hấp dẫn, tha thứ rất là hay. Cảm ơn Hòa Thượng Chủ tịch, Ngài cũng nói những cái điệt đặc điểm mỗi cái tha thứ là những cái vấn đề nào. Ở trong Đức Phật Ngài dạy thì nó có nhiều cái phương pháp tha thứ như Hòa Thượng mới vừa nói. Và nếu mà chúng ta thực tập về các cái tánh xả ly, tức là một cái ý niệm của tha thứ, hoặc là ta đạt được cái tứ thiền xả niệm thanh tịnh, cái tâm của chúng ta thanh tịnh, thì có những cái đặc biệt nó trôi qua dòng nước và nó yên lặng, và cái tâm hồn của cái người mà tha thứ đó nó có cái sự an tĩnh và an lạc. Nhưng mà nếu mà cái nhìn về cái cuộc sống hàng ngày á, chúng tôi thấy thật sự là khó tha thứ thật sự như vậy, thưa quý vị, thưa quý ngài. Đối với để nhưng mà muốn để hỏi những cái điều này để ngài Hòa Thượng Viên Huy, ngài tha thứ như thế nào có được không? Ví dụ như người ta mắng ta chửi mình không vô cớ, đã đành rồi. Có những cái mà ví dụ như là phá chùa hoặc là một cái vấn đề gì á nó xảy ra, giống như một cái công ty như vậy đó, người ta đang ký contract được 5 triệu, anh chàng kia anh vô ảnh quậy, ảnh nói này nói nọ, cái bị mất contract, mất hết 5 triệu, cái ông chủ của mình đi kia ông mới tức mình, làm sao mà tha thứ được. Hoặc là vợ của người ta đó thấy đẹp cái vô cái liền cái sống chung, thì chồng của người ta tha thứ nổi không? Có những cái vấn đề mà trong xã hội của cái con người ngày nay, thưa quý vị, nếu mà các vị nhìn thấy đó, là chúng ta sanh ra cuộc đời này á, chúng ta ân oán giang hồ đủ thứ hết, nào là phải vay nợ và mượn nợ, xong rồi trả nợ, rồi người lại đòi nợ đó. Nhưng mà giật nợ, cái đa phần cái những người họ giật nợ, mình có tha thứ cho họ được hay không? Ví dụ như bây giờ nè, chiến tranh Hamas nè, ở bên Do Thái đánh qua, may mà đã đánh cái Do Thái có đầy đủ súng đạn, có cái năng lực, có đủ thứ chiến thuật hết. Cái súng đạn là nhất thế giới luôn, mới phá những cái đường hầm đó, thành ra bên Hamas nó mới thả được số con tin, chứ còn đâu có dễ mà nó thả con tin được. Nhưng mà nếu mà đứng về cái phía Hồi giáo Hamas Trung Đông á, thì 3/4 như vậy hận thù Do Thái, chỉ có 1/4 á là nó không có
coi như là nó phải xả dao, bởi vì coi như cái thế yếu hơn. Mà cái nếu mà như vậy á, cái cuộc sống á, là ví dụ như thả con tin, tức là nó cũng là một phần tha thứ để nó đáp ứng được nhu cầu ở bên Do Thái, để Do Thái ngừng chiến, để nó có cơ hội nó đỡ chết đi. Chứ không, các vị thấy á, các vị thấy là coi như nhà cửa tan nát, biết bao nhiêu cái sự sống bây giờ là rất là khổ, không có nước, không có thực phẩm và bị dịch nữa. Rồi chúng ta tha thứ làm sao? Hoặc là bây giờ giống như sau năm 1975 Cộng sản vô Việt Nam á, nhà cửa của người ta lấy hết, đưa người ta lên vùng kinh tế mới và bao nhiêu người phải chạy đi nước ngoài, không có tự do, làm sao mình tha thứ được? Theo cái nhìn của chúng tôi thấy thì rất rất khó tha thứ. Không biết thì nghĩ những cái điều kiện ví dụ như như vậy, cách nào để Hòa Thượng tha thứ được cho mọi người? Kính tỉnh Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Thì thưa quý vị, trong cái cuộc sống, cái sự thực tế thì nó cũng phũ phàng hơn. Có những cái tôn giáo khác họ cho rằng Đạo Phật á, không có vô thần. Vô thần không có cái quyền lực gì đâu mà lấy ai để mà chấp nhận cái sự tha thứ đó. Thì thưa quý vị, không phải là có cái vị thần nào có quyền lực đó chúng ta mới tha thứ, mà tha thứ chính một bản thân của người nào đó. Tha cho chứ không phải không. Ví dụ như khi mà Đức Phật á, Ngài còn thì ông Đề Bạt Đa hay là nhiều cái người nữa tìm đủ cách thải hết, vu khống như Ngài, rằng là lấy người phụ nữ đó có chữa, hay kể là giết người phụ nữ này, giết người phụ nữ khác, vân vân. Nhưng Ngài vẫn tha thứ. Đó là Đức Phật, còn mình không biết sao. Có câu chuyện mà quý vị thấy mà khi như nói rằng là Ngài Long Thọ đó, thì Ngài vô trong cung thuyết pháp thì được bà Hoàng hậu bà làm một cái bát báu. Bà vô bà thưa nói giờ con không muốn gì, thầy cho con, Ngài cho con cái bát được không? Được, không nó con không có cho mà cũng đổi. Đổi thì ông cầm cái bát vàng lóng lánh về ăn một bữa xong rồi thì cứ ra ngoài ăn trộm, nó thấy như vậy thì nó mới đi theo. Nó chờ cơ hội ăn xong ngủ thì nó mới vô lấy, nghĩ ngờ tọa thiền nó vô nó lấy. Thì ngày xong thì quanh cái bát ra cái chỗ mà nó trốn đó, thì nó mới lấy được cái bát, mừng nó ra lấy là một cái cơ hội, mình không có còn phải ăn trộm nữa. Thì nó vô nhưng mà nó thắc mắc, chẳng lẽ tu tới mức độ mà không quan tâm tới tất cả biết lại Phật báu nữa sao? Rồi chứ ngài có biết đây là cái bát báu không? Nó biết. Nó tại sao ngày ăn xong ngày quăng, nó đây là tôi quăng cho ông để cho ông có mỗi cơ hội khỏi ăn trộm, khỏi bị tội. Nói bây giờ nếu mà tiếp tục nữa thì sao? Nói thì nếu mà tiếp tục nữa thì hãy cố gắng trước khi ăn trộm làm tất cả cái việc gì đó phải đi vào chú ý tới cái việc mình làm. Nói bây giờ tôi đi ăn trộm mà chú ý làm sao? Nói bây giờ chú ý việc làm, một đó là mình cứ tưởng tượng thử nếu mà ăn trộm của người đó mất của như vậy thì sao? Rồi ăn trộm của người đó mình nghĩ rằng mình ăn trộm thì mình sao đây? Thì thậm chí sau đó thì anh đi ăn trộm, nói bây giờ khi nào thì muốn gặp ngày được nữa, nói tôi ở quần quần đây mà cũng dễ thôi, không có gì. Năm 10 ngày tôi còn ở đây thì muốn hỏi gì đó hỏi, thì anh đi ăn trộm, thậm chí vô trong cung vua lục ra biết bao nhiêu đồ, nhưng mà anh nghĩ rằng là nếu người ta mất đồ ở đây thì ta nghĩ sao? Rồi nếu mà mình lấy thì mình lấy, tại sao mình phải đi lấy? Như vậy thì anh bồn chồn nó 10 ngày nha, anh không có lấy được gì. Anh quay lại nói cho ngài, thưa ngài, ngài đã làm xáo trộn cái sự nghiệp của tôi. Nói sao xáo trộn, nó tự nhiên tôi không có lấy được cái gì. Tôi suy nghĩ như vậy, người mất như thế nào, người được như thế nào, cho nên tôi cũng lấy được. Nói vậy thì muốn vậy thì cứ tiếp tục cái gì đâu, tiếp tục làm những cái việc mình làm, bỏ những cái suy nghĩ đó đi. Nhưng mà sau đó thì anh cũng không có bỏ được, cho nên anh xin ngày đó mới cho làm đệ tử. Thì cái tha thứ của ông là không cần, cái việc đó là không cần, mình lấy cái bát bố cũng được, sẵn rồi cho luôn tha thứ, mình rình theo
anh rình theo tôi đến cho cũng được. Nhưng mà ở đây cái vấn đề là cái sự tha thứ là một là có nhiều người họ cho rằng là mình tự mình quên đi hoặc chỉ là bào chữa cho những hành vi xấu. Tha thứ hai là thí dụ như là mình hòa giải với cái người đó, hay là thứ ba là cái người đó là hại mình nhưng mà rồi sau đó mình cũng không có trả thù được, cho nên mình nói là tha thứ. Nhưng mà thực tế cái tha thứ chính không tha thứ đó là cái gì, là cái khao khát để trả thù. Và cái không tha thứ đó tức là chính là không có tha thứ cho bản thân, khao khát trả thù đó, thì nó không có giúp chúng ta được bình yên được. Mà muốn giúp được bình yên thì chúng ta cần phải tha thứ cho chính mình và cũng như là người khác. Thì cái chuyện mà gần cũng được, nhưng mà có nhiều người, thí dụ như năm 2014 của gia đình của cái bà Samaret, ông bà Samaret Helen ở tại Iran, thì ra chỉ có cái chiến đấu trên đường phố thôi, nhưng mà cái một anh chàng ở trên đường phố giết, anh dùng con dao đó giết cái con của bà là anh Arubat Lab. Sau đó 7 năm thì tòa án nó xử rằng gây cái tội cố ý giết người cho nên phải treo cổ. Và cái gia đình của bà ta là được quyền nghĩa là đạp cái ghế treo cổ của cái người giết người đó. Và trước cái sự chứng kiến của nhiều người chuẩn bị là treo cổ cái người ác độc này thì bà lại tha thứ cho anh ta, tha mạng cho anh ta. Sau đó thì được nhiều người tán dương khen ngợi, đó là cái sự tha thứ bà, là người mà đã giết đứa con bà. Như vậy thì chúng ta thử tha thứ những cái gì đó. Thì như Hòa Thượng Chủ tịch cũng đã phân tích thì quý vị thấy rằng cái hành động đó như thế nào, nó rõ ràng như thế nào để chúng ta mới có thể tha thứ được. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta tha thứ nó dẫn tới một cái tệ nạn, dẫn tới cái sự thù hằn, dẫn tới cái sự kỳ thị. Cho nên cái đó thì cũng tùy mỗi cái người mà quan niệm. Như Hòa Thượng Phó Chủ tịch nói thì bây giờ nếu mà được thì nó mình cũng có thể mình tha thứ cũng được, chứ không sao. Chứ giờ nó lỡ nó làm tất cả những cái công việc vậy thì mình bây giờ có muốn có ép chèn lắm. Mà cái tâm từ bi nếu mình ngăn chặn, tức là ngăn chặn, còn cái nó lỡ đã làm rồi thì mình đâu có thù hằn nó nữa chứ. Cho nên mình ngăn chặn tất cả những cái điều tội lỗi mà nó có thể xảy ra đó thì mình ngăn chặn lại được. Thì đó là cái điều cần yếu. Và nếu mà nó lỡ xảy ra thì mình cũng sẵn sàng mình tha thứ vậy thôi. Thì xin thỉnh Hòa Thượng Chủ tịch. Nhưng cảm ơn anh dì Phi, Hòa Thượng Phó Chủ tịch. Thưa quý vị, ở trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy có hai cái thực tế. Thứ nhất là sự và thứ hai là lý. Trên cái phương diện sự mà chưa có đạt được sự vô ngại như là trong kinh Hoa Nghiêm đó, thì nó có nhiều cái chướng ngại. Trên cái mặt lý tánh tuyệt đối thì trong kinh Kim Cương, khi mà nói đến nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả đều là hoàn toàn vô ngã. Cho nên không có người tha thứ mà cũng không có cái đối tượng được tha thứ. Vượt lên trên là tất cả những cái mà vốn dĩ chúng ta thường bị vướng mắc. Và thật sự tha thứ thì phải hoàn toàn xuất ly, vượt lên trên tất cả những cái sự phân biệt, được hiểu theo cái tinh thần của triết lý nhị nguyên. Một cái câu chuyện mà chúng ta thấy khá lý thú nhưng mà cũng là một cái bài học để chúng ta có thể ứng dụng vào đời sống thực tế của mình. Một ngày nọ giữa một chúng hội đông đảo, Đức Phật đang thuyết giảng thì có một chàng thanh niên từ xa đến và vô tất cả cái thái độ phẫn nộ, anh đã khạc bài nước miếng vào trong mạch của ngài. Thì lúc bây giờ tôn giả A Nan là thị giả của Đức Thế Tôn thấy như thế, cho nên ngài
không có hoan hỷ. Đức Phật biết như vậy, cho nên Ngài mỉm cười và Ngài nói rằng là anh chàng thanh niên này với ta thì vốn dĩ chưa có từng gặp qua, cũng không có một cái sự oán kết nào cả, nhưng mà có lẽ là do anh ta nghe những cái người có cái ác kiến về ta tuyên truyền như thế này thế kia, do vậy mà anh đã có cái sự hiểu lầm. Và khi mà anh khạc cái ba nước miếng như thế là anh khạc vào chính cái bất thiện, chính cái mà anh cho là như thế này như thế kia, chứ không phải là khạc vào ta. Bởi vì cái cách mà Đức Phật suy nghĩ nó hoàn toàn là siêu việt. Và sau đó thì khi mà trở về nhà, chàng thanh niên đó cảm thấy rất là hối hận, ngày hôm sau đến để cầu xin sám hối của Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng là chàng thanh niên ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay, và ta ngày hôm qua cũng không phải là ngày hôm nay, bởi vì tất cả mọi sự nó chuyển biến trong từng mỗi một sát na. Ý Ngài nói rằng tất cả mọi sự đều là vô thường, vô ngã, anh không có cái gì để mà phải chấp vào đó, dính mắc vào đó cho nó khổ và nó tạo ra vô số khổ đau. Cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải suy niệm và ứng dụng vào đời sống thực tế của mình. Ở Di Đà Phật. Xin thỉnh Hòa Thượng Phó Chủ tịch. Di Đà Phật cảm ơn Hòa Thượng Chủ tịch với Hòa Thượng Minh Huy ngày nội. Tiếp theo thì còn có 2 phút cho nên không có nói những câu chuyện dài được. Thì thưa quý vị, đối với cái xả niệm và cái tha thứ của Đức Phật, cái trí tuệ của Ngài nó vượt tầm pháp giới, và cái từ bi nó thấm nhuần non sông, cho nên là bao nhiêu cái điều kiện mà bất như ý hoặc là tai họa cái gì đến với Ngài, Ngài cũng giải quyết và xử sự một cách là êm đẹp, nó rất là thanh thản và đem lại lợi ích vào những cái bài học quý giá mà hàng ngàn năm nay ai cũng sử dụng được. Nhưng mà chúng tôi lại thích nói về cái chuyện bình thường của thế gian chút. Giống như cả nhiều người bây giờ, hồi xưa giống như Đức Chúa Ngài nói thì nếu mà ai đánh con bạc tai thì đưa cái má kia cho người ta đánh thêm, qua thêm bạc tai nữa. Nhưng mà bây giờ đời này nó lại khác. Đứa nào mà đánh tao bạc tai tôi quýnh cho 2 cái. Cho nên tao có tha thứ được. Mà cái con người đời nay á, cái nhẫn và cái tha thứ nó rất là hiếm, nhưng mà có những cái câu chuyện cũng rất là hay. Kính thỉnh thượng đệ cái thứ hai chúng tôi sẽ kể. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thỉnh A Di Đà Phật. Cảm ơn chư tôn đức và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại của đài.